đem kê mà vô để mà nấu nồi kê rồi đó, thì gặp cái ông này, ông già này ông Thấy lại tư tốt lợi tướng ha. người lắm. Thì ông lại nói thôi thấy nhà ngươi mệt mỏi quá, thôi ta cho nhà ngươi cái gối nè, nhà ngươi nằm xuống mà nhà ngươi nghỉ. Trời ơi, lúc này mà mệt mỏi nữa nha, mà gặp cái gối nữa mày chẳng cái kệ đi, thôi nằm ngon quá Lại rồi. lại Thì từ vừa 5 kê phút cái để gối cắt xuống thức là nằm ăn chim bao thấy liền. hết luôn ha. Hèn mẹ ơi, hồi Cái đó này giờ mà khỏi, quý vị biết không, đi thi ba bốn lần không cái này đậu, khỏi, mà cái chuyến này này thôi, vô mà thi chuyến này đó là năm vô lần là đậu tại là tại thủ khoa luôn, đậu hàng đầu luôn, hai ba môn đậu hết trơn, ngon quá. Cái ông mà chấm thi này nè, ông mới nói rằng như vậy đó là thôi bây giờ ta có con gái nè, ta gả cho ngươi ha, mà có gì bằng quý vị thi đậu thì ông này gả con gái liền. Cái ông kia, cái ông quan kia ông nói là tôi cũng có con gái nè, tôi gả cho ông đó nè. Thì cái ông Hán Trung Ly này nè, cái ông Hán Trung Ly này là ông mới nói là thôi bây giờ như vậy đó là coi như là ông Lã Đồng Tăng chứ, ông nói thôi bây giờ gì nè, tôi bây giờ tôi chịu một vợ một chồng mà, chứ tôi không có chịu là vợ nhiều thì có một vợ quý. Mà như vậy mà nó hạnh phúc biết nhiêu đó quý vị ơi, cứ được con vợ của ông quan là gì đó ha, là gần 30 năm sau rồi đó là được 5 người con mà rất nghe là rất giỏi, con đứa nào nó nấy học làm quan này nghe nó rất giỏi đó. Thì bắt đầu đó là học làm quan đó, bắt đầu là ông vua ông bữa đó ngày đó ông kêu là ra trận để mà ra đánh ở biên thùy cũng như đây mà lên Campuchia đánh, Campuchia xuống đánh như mình vậy đó, ra biên thùy đánh. Thì lúc đó là ở nhà vợ con hạnh phúc lắm nha, ra đánh đánh đó trận giặc đó sao thua đi đó. Cái bắt đầu là ông thua, cái bắt đầu đi về, cái bắt đầu ông vua ông nói là vậy là ông bắt tài, ông bây giờ ông là cò mã mà bây giờ hôm nay ông về ông có vợ có con mà hôm nay ông ra chặn là gì, ông bắt tài thôi bây giờ lột áo ông, bây giờ lột áo ông, bây giờ cho ông về làm luôn năm ăn. Trời, ông giật mình thức dậy, thì giật mình thức dậy quý vị biết không, đồi kê chưa chín mà nằm chim bao á, là thấy 5 người con mà thấy hạnh phúc đậu thủ khoa này kia nọ phải không, quý vị thấy không, nhìn cuộc thế đổi thay quá khắc đổi liền cái đó. Thành thử ra từ cái chỗ đó đó là ông Nguyễn Công Trứ có bài thơ rất hay, quý vị nhớ cái bài thơ này nha. Ông Nguyễn Công Trứ có bài thơ nè: ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như bay bay, 30 năm dường thể biết chừng nào, bừng tỉnh giấc đầu cơ chưa chín. Quý vị thấy không, thì cho ông Hướng Trung Liên chạm một tay đi. À, thành thử ra cái ông Hướng Trung Ly này ông đã 30 năm, thành thử ra quý vị biết không, nằm có chục xíu thôi là thấy 30 năm rồi. Còn mình bây giờ quý vị thấy không, mình bây giờ 50 tuổi rồi, 60 tuổi rồi, cũng như đây là giấc mộng vàng đó quý vị, đây là giấc mộng, bởi vì là giấc mộng vàng đặng truyền đại đạo, cảnh vô sanh lòng bạo mà mê, thấy không, cái thầy nói rõ ràng lòng bạo mà mê. Bây giờ cái cuộc đời của mình nó mê lắm quý vị, rồi nó mê danh mê lệ mê tình, nó mê đủ thứ hay không bảy, mê dữ lắm đó. Mình bây giờ nó đỡ lắm nha, chứ mình hồi đó mình chưa tu mình còn mê. Tôi hồi đó thật với quý vị là tôi là số 1 nha, bởi vì tôi chưa biết ân thương, tôi chưa chơi đấy ha, là tứ lộ tường tủ sắc tài khí là tôi không có tha chỗ nào hết. Rồi bây giờ sát sanh đạo tặc tài dâm lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu dòng ngữ tham lam sân nộ mê si đó ha, là mấy cái này tôi không tha đâu. Tứ lộ tường đó là vô là điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc, là mấy cái này quất hết trơn là tôi không có tha đâu quý vị. Thành thử ra hôm nay tôi nói quý vị, tôi thông cảm lắm những người chưa tu. Thì bây giờ những người nào mà chưa tu đó, thì bây giờ từ từ mình quay đầu lại đặng mình ăn tương, ăn chay, niệm Phật để mà tu mới kịp nha quý vị. Nè, thầy nói này nha, tu kiếp kiếp nếu không kẻo trễ. Tu kiếp kiếp là gì? Là tu gấp gáp nha quý vị. Chuyến này là tu không gấp là trễ nha. Đây là cái đài Phật pháp là trễ gì? Bởi vì đồng đạo này mới vừa hỏi đó, là nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt. Thì bây giờ tôi nói thật quý vị là cái cuộc này là đổi thay hết nha quý vị. Đổi thay nha. Bây giờ cái thời thượng quân nè, trung quân nè, cái đời mạt pháp nè là đổi thay nha. Mà bây giờ tôi nói đổi thay quý vị một cái nha, thôi bây giờ tôi nói lược qua cái, tôi nói trả lời cho quý vị là một cái đổi thay nha. Bây giờ là đổi thay quý vị thấy không, cái đệ nhất thế chiến là 1914, là đệ nhất thế chiến là Hitler ra đời, là quánh là cũng như trẻ tre, quánh qua tới Liên Xô quánh ở trên, nhưng mà gặp một cái trận Liên Xô là thời tiết như bây giờ nè, thành thử ra Hitler quánh vô không được. Thành thử ra từ chút đó đó, thì vào ngày 30 tháng 4 đó năm 1945 á, đệ nhị thế chiến Hitler tự dặn chết, bắn súng nổ đầu chết, thấy không, đó là đệ nhất thế chiến. Qua đệ nhị thế chiến 1945, đệ nhị thế chiến bắt đầu xảy ra, thì bắt đầu Mỹ á, nó mới đem qua nó bỏ hai cái bom nguyên tử Hiroshima là Nagasaki, quý vị biết không, bỏ hai cái bom nguyên tử tại Nhật Bản chết mấy chục ngàn người, thấy không. Thì bây giờ nó qua cái cuộc chiến tranh thứ nhất, rồi qua cuộc chiến tranh thứ nhì, rồi bây giờ quý vị thấy không, bây giờ là thế chiến thứ ba.
bây giờ Thế chiến thứ ba đó, thì bây giờ hôm nay tôi nói thật quý vị như vậy nè, thôi bây giờ như nè, là thật này nói nè, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chất chiêu, nay tận diệt, lập đời trở lại nha. Không, cái này là thầy nói nha, cái này tôi nói là quý vị là thầy nói nha, chứ cái này không phải tôi nói nha. Mà nói thật quý vị hỏi tôi nói gì, nói tôi có biết gì đâu tôi nói. Thiệt, bây giờ tôi lập hàm cái mộ tôi biết gì mà cái này là thế ha. Khắp thế giới tôi lập lại, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chất chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Thì bây giờ tôi nói thật quý vị, tận diệt không phải là chiến tranh này tận diệt không đâu nha. Không phải là chiến tranh tận diệt nha. Đây, nếu mà nó có là chiến tranh nè, thiên tai nè, dịch bệnh nè, rồi cái đại mạng pháp mới có tận diệt được. Chứ bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bây giờ khoan không chết rồi, bây giờ khoan không chết sao? Cũng phải có bệnh, có hoạn, có đau, có ốm, tai biến nữa. Ví dụ một người là 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, một người 2 năm, 3 năm mới có chết phải không? Thì bây giờ trái đất chúng ta nó cũng vậy đó quý vị. Bây giờ một là gì? Trước hết, thì tôi nói quý vị là thiên tai đi trước. Thí dụ bây giờ quý vị thấy không? Bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ đó, bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ Syria đó, bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại bây giờ bữa nay quý vị biết tăng lên nhiêu chưa? Là 46.000 mấy trăm người rồi, chết á. Còn bây giờ đó là hàng trăm người bị thương, hàng trăm ngàn nha. Rồi bây giờ mới đây nè, bữa ngày 20 nè, mới cách là động đất là bữa ngày 6 tháng 2 phải không? Qua là chưa hết trơn, là bắt đầu là qua tới bữa 20 này đây là bắt đầu động đất là 6,5, 5,8 cái ke nữa đúng quý vị. Là coi như sập xuống là bây giờ là bị thương cũng hết mấy trăm đó. Là bây giờ nó mới bị nữa nè. Đó, thành thử ra bây giờ quý vị biết không, cái thiên tai này đó là bây giờ gì, do quả cầu trái đất này đó là nó chuyển xây, nhìn có xếp đổi thay hồi đó quý vị, hồi đó giờ quý vị thấy có khi nào mà động đất mà trên NASA mà chụp xuống mà xuống 18.000 cây số mà ở dưới mà đất mà nó nẻ ra không? Bây giờ đất nó nẻ chạy dài đó là khoảng cỡ là 300 cây số nha, là bây giờ nó đất là nó nẻ, nó xê dịch luôn nha, là nó quay một cái đường đất nẻ nha. Rồi đó là bây giờ như vậy là nó qua tới Syria đó quý vị, là đất nẻ đó là bề dài đó là 250 cây số luôn nha. Đó, bây giờ nó nứt nẻ là bên Syria luôn. Thì bây giờ hai bên giờ chết là khoảng là đúng ra bây giờ chưa thống kê hết á, là khoảng 46.000 mấy trăm người. À, 46.000 mấy trăm người là tôi nói là tăng lên là như vậy, còn nha, còn nữa nha, bây giờ mình nói vậy chứ còn nữa chưa tổng kết hết đó, là còn nữa đó. Thì bây giờ hôm nay quý vị nhìn cuộc thế đổi thay, bây giờ đổi thay hết phải không? Thì bây giờ nó đổi thay rồi. Rồi bây giờ như vậy là thôi, bây giờ tôi nói qua cái chiến tranh. Bây giờ chiến tranh Đông Âu là nước của người ta chứ không phải nước mình nha quý vị, nhưng mà đây là tôi cũng hơi xen vô chút xíu thời sự. Bây giờ thí dụ bây giờ nè, bây giờ hồi đó giờ tôi nói là bây giờ quý vị đó có coi thời sự là quý vị biết chân, nhưng mà có số cô bác chưa coi thời sự, có bớt đi làm lúa thằng nông, đi làm việc, đi làm này làm kia, quý vị không có nắm, thành thử là hôm nay tôi nói mới nắm luôn. Đây nè quý vị, nếu mà nói trên thế giới này, Nga đây ha là hạt nhân đứng đầu thế giới nha quý vị, bây giờ có 60.000 đầu đạn hạt nhân nha. Bây giờ tôi báo quý vị là 60.000 đầu đạn hạt nhân. Còn bây giờ bãi phóng của Nga đó là có khoảng 700 mà, 700 bãi phóng. Thí dụ giả sử như tắc, tàu lặn nè, bãi phóng tất cả chỗ này chỗ kia khoảng 700 là bãi phóng. Mà tại sao hôm nay là anh Mỹ tất cả khối NATO không sợ? Không, cái này nào hết đề tài thì là Mỹ đứng hàng thứ nhì nha. Nhưng mà thí dụ giả sử bên kia là 60.000 đầu đạn hạt nhân thì Mỹ nó có 40-50.000 đầu đạn hạt nhân, nhưng mà bên khối NATO là nhờ nhiều nước. Nó nhờ nhiều nước. Mà tôi nói với chị tại sao thằng Mỹ nó không sợ? Thì bây giờ tất cả Mỹ nó anh tất cả khối NATO đó đã trên vệ tinh nó đã chụp xuống hết rồi. Chỉ cần bên Nga bên đây là nhúng nhích thì bên kia đã biết trước rồi. Có thể nhúng nhích là bên kia đã biết trước. Thành thử ra hôm nay đó là quý vị biết không? Thì Nga thường thường nói lên là hăm dọa đó, bây giờ là chiến tranh này đó thì có thể là hủy diệt bằng hạt nhân. Mà nói hình như nói nhiều lắm rồi, nhưng mà thằng Mỹ hình như với thằng Anh này kia nó khối NATO hình như nó không sợ. Thì bây giờ quý vị không, nó tiếp tế súng đạn qua là liên tục cho Ukraine. Thì bây giờ hôm nay tôi báo cáo quý vị, tôi nói thật đây là tôi nói thật là trên đài nha. Bây giờ hôm nay đó Nga không phải đánh NATO đâu quý vị, mà hôm nay Nga đó là đánh với Mỹ đó. Đúng là đánh chính trị, là đánh với Mỹ, đánh luôn khối NATO đó. Thì bây giờ hôm nay, thì bây giờ như vậy là bốn tỉnh này đây đó là coi như Nga nó là dân cầu dân ý nè. Donetsk nè, Luhansk nè, Kherson nè, Zaporizhia nè. Trong bốn tỉnh này nè quý vị nè, bây giờ hiện tại là Nga bây giờ đòi lấy lại. Mà bây giờ hôm nay mà Nga mà nếu mà rút quân về đó, thì chẳng này quý vị hỏi coi, thử hỏi coi đền nổi không.
nội hai bên chết và trên 200.000 người. Rồi bây giờ lớp nào vũ khí súng đạn bây giờ nó tối tăng hơn gấp bằng 10 lần ngày 24 tháng 2 nữa. Mà hôm nay là tôi nói quý vị là hôm nay là giáp năm nè. Hôm nay là giáp năm nha. Thành thử là hôm nay cái trận chiến này tôi nói thật quý vị dài dài, nhưng mà tôi tuyên bố quý vị là an tâm, trên thế giới này an tâm, bảo đảm 100% là hạt nhân không bao giờ xảy ra. Ông Putin là ông là một tổng thống, ông là một vua đâu phải ông khủng ngu đâu mà phải không có bắn hạt nhân lên cho chết cả thế giới này. Phải không? Rồi bây giờ ông là bên Mỹ, bên Anh đâu phải phải không là để cho dàn xếp phải làm sao cho bắn hạt nhân này, thì bây giờ phải ngồi bàn hội nghị với nhau dàn xếp không bao giờ hạt nhân. Nhưng mà trận chiến thì vũ lực của ta, quý vị tối tăng luôn. Bây giờ là chơi máy bay không người lái không, xe tăng không người lái luôn. Bây giờ là bên kia quánh qua, bên đây quánh lại. Bữa nay anh này lấy lên, bên kia lấy lại. Thôi bây giờ tôi kể bạc bí cho chú này chút xíu cho quý vị nghe nha. Chắc quý vị này không biết đâu, bởi vì cái này tôi nắm rành. Thì tôi năm nay thì tuổi tôi lớn, tức là hồi giải phóng là năm 1968 tính giải phóng ở Sài Gòn đó. Nhưng mà lúc trước đó là 1972 đó. 1972 quý vị nhớ là ở Quảng Trị. Một cái thành phố Quảng Trị thôi mà quánh 2 tháng trời. Tức là Bắc Việt của chúng ta đó là Bắc Việt của chúng ta ngoải vô mà quánh với một cái khối Cộng Hòa với khối Ngụy đó. Là quánh 2 tháng trời. Quý vị tính là quánh một cái thành phố nó không mà quánh 2 tháng trời. Rồi hỏi như vậy chết bao nhiêu. Đừng có nói là cái khối mà NATO, Ukraine là cái chuyện là nó còn giữ gấp 100 lần nữa. Hồi đó vũ khí tối tăng đâu phải như bây giờ đâu. Mà như vậy là cách mạng mình lấy lên. Thì lấy lên treo cờ giải phóng xong xuôi đàng hoàng vài bữa thì bắt đầu khối Cộng Hòa đem máy bay lại nó pháo kích. Bắt đầu là chịu không nổi rút xuống. Bắt đầu nó treo cờ khối Cộng Hòa là khối của ông Thiệu lên là cờ sọc lên. Thì treo lên đâu được 5-7 bữa thì bắt đầu dưới này mình tấn công mà lấy qua lấy lại mà 2 tháng trời quý vị biết chết là coi như không biết bao nhiêu nói. Đó, lớp nào dân chết nhà cửa tanh bành hết. Thì hôm nay quý vị nhớ kỹ, thì bây giờ như vậy là bên bây giờ hiện tại là bên Urana bây giờ hiện tại trong 4 tỉnh đó mà tính là năm nay là giáp năm rồi. Đúng là giáp năm rồi. Bởi vì là Nga nó khởi chiến ngày 14 tháng 2, bắt đầu nó khởi chiến đó. Thì bây giờ này giáp năm quý vị tính coi còn cái gì mà của cải. Nhà 5-7 tầng, 10 tầng mà dòng thứ đường hầm mà xuống 5-70 thước mà nó còn trổ dưới mà cái nhà cửa còn gì đâu. Đó, thành thử ra bây giờ đây là tôi nói là cái thời sự là bên cái chiến tranh của NATO nghe quý vị. Thì bây giờ trên cộng đồng thế giới này quý vị cứ việc lo làm ăn. Cái chuyện đó là của người ta là bên kia. Bây giờ mình đây cứ việc làm ăn là làm ăn. Nhưng mà nó có một cái là tổn thất. Là vì con cái là nó cấm dặn với nhau là kinh tế nhau. Mình có làm ăn là mình hơi chịu thiệt thòi chút xíu thôi. Thì thôi bây giờ quý vị ơi, bây giờ nè. Hồi đó mình ăn thịt heo, thịt bò, thịt trâu ha, mình ăn gì cho ngon nha. Nhưng mà chiến tranh thế giới mà nếu mà chính trị này đó mà bây giờ nó hơi khủng hoảng đất nước đó. Thì thôi bây giờ quý vị ăn tàu hũ ăn tương đi, nó nhẹ chút ha quý vị. Hình thử ra nó đỡ lắm. Mà tôi nói thí dụ nha. Hồi lúc mà ở Nagasaki là Hiroshima mà hai cái bom nguyên tử ở Nhật đó ha. Là quý vị biết không, bỏ hai cái bom nó chết khoảng mấy chục ngàn người. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ con khỉ nào, có thấy con khỉ nào chết không? Thật sự à, không có con khỉ nào chết à. Con khỉ này nó ăn trái cây, nó chống được này, nhiễm độc nha. Mà cái bơm nguyên tử này mà nếu nó bỏ xuống rồi đó, quý vị đâu phải cái miễn mà chúng chết đâu. Phải không? Bây giờ quý vị kỹ nè. Bây giờ thí dụ như chiến tranh nó xảy ra bên Đông Âu ở bển, mà nếu nó bỏ mà quánh cái hạt nhân đi, rồi bên châu Mỹ, bên châu Âu bên bển không lẽ, rồi bên châu Á bên đây mà miễn đổ dân của tới đây. Nhưng mà chắc khí độc. Phải không? Cũng như chắc khí độc là cũng như là hồi miền Nam chúng ta hồi đó đó là vô mà bỏ chắc khí độc đó. Đó thì có như kêu bằng cái gì mà gọi là cái gì mà hồi đó mà, chắc độc màu da cam à, chắc độc màu da cam đó à, nó bỏ khí độc nó chắc độc màu da cam nó giống vậy. Thì hôm nay đó quý vị biết không, cái con khỉ nó ăn trái cây cũng như là ăn tương mình ăn tương, thành thử ra nó không bị nhiễm chất độc. Thì hôm nay quý vị nếu mà người nào mà ăn tương được 5-7 năm 10 năm rồi đó ha, là tôi bảo đảm cái khí độc này nó đỡ lắm quý vị. Cũng như quý vị thấy rồi không, cái Covid á, quý vị thấy rồi không, cái Covid á mà nó xảy ra Covid, cái người nào mà có ăn tương quý vị đỡ 80% luôn. Mà nếu quý vị mà có chích ngừa đó ha, tôi bảo đảm quý vị không chết một người. Mà quý vị thấy không, chỉ thị 16 chứng rồi mà quý vị không, cả thế giới này luôn là cả hết hồn phải không, mà chết biến như nó Ấn Độ chết cơ bằng không có củi mà thiêu luôn, thấy không? Rồi chết gì nó ram luôn, nó ram cái kiểu như khô vậy đó, không phải nó thảy xe thảy kịch đó nghe, Ấn Độ đó nghe. Rồi bây giờ Trung Quốc rồi tất cả Mỹ này kia nọ, Canada này kia nọ ha, rồi cả châu Mỹ, cả châu Âu, rồi cả là châu Phi rồi. Ô nó bị hết trơn luôn. Mà nhưng mà cuối cùng quý vị thấy không? Đắc mình phải đắc Phật không? Vì cuối cùng mình 2 năm sau mới về tới mình là có thuốc có men rồi mà mình ăn tương nó rồi thấy không? Quý vị thấy không? Việt Nam mình nó phải ru à.
À, thì thôi bây giờ để trả lại, nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, nãy giờ tôi nói quý vị thì nó đã đổi thay đó quý vị, nó đổi hết trơn đó nha quý vị. Thì bây giờ nó đổi tới cuộc đời của mình nha, thì cuộc đời của mình bây giờ không ráng lo tu, không ráng lo tập nè. Thầy có nói một đoạn của thầy đó, nay khùng đã hết già quá trẻ, nên giữa đồng bóng lại có sông. Thì hồi đó cũng như mình bây giờ, nếu tu được như thầy á, thầy hồi đó là Đức Phật, thầy đang mà già cho già trẻ lại là Đức Thầy, mình là nhỏ tuổi là trẻ, phải không? Rồi bây giờ là thầy nói gì đổi xác thầy hồn rồi sao? Mình bây giờ nói sao là trên đài cao gọi các linh hồn, nếu mình chết nữa sao là mình già là trẻ lại, mà mình không phải xấu vậy đâu quý vị, mình bây giờ nó xấu quá này nha. Nữa mình thành tiên tội vô, thấy không? Mình bây giờ mà coi phim coi mà tiên mà trong phim nó đẹp cái vừa gì không? Mà đó là phim giả mà còn đẹp vậy, nếu mà tiên thiệt là đẹp cỡ nào nữa. Thì bây giờ quý vị ráng tu ha, ráng lo ăn tương ăn chay niệm Phật để mà tu, mai mốt cấp gì cũng là phải thành tiên, thấy không nghe quý vị? Nhưng mà bây giờ tôi nói với quý vị nghe đó, là nó có cái gì thì bây giờ đó, thì bây giờ quý vị tin trời, tin Phật, tin Chúa ha, tin tất cả là Phật trời để mà chúng ta tu, để mà chúng ta để mà giải thoát được, về nhất là thấp nhất là mình làm được cái hiếu cái trung mà thầy nói nè, hiếu trung hãy liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong cho gì. Nếu được cái hiếu và cái trung thì chúng ta sẽ lên là được thượng quan thánh đức. Còn nếu mà chúng ta mà nếu mà có tu cao lên chút xíu nữa đó quý vị, thì chúng ta về tiên về Phật. Mà Đức Thầy có nói rõ ràng đó, là liên qua đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Quý vị mà có tu, có niệm Phật, có ăn chay, biết được bốn đại đức của chư Phật, thì quý vị sẽ về được coi Tây Phương Cực Lạc, bảo đảm quý vị 100%, thấy không? Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, máy thiên cơ sao? Mỗi phút mỗi thay, máy thiên cơ nha, mỗi phút mỗi thay nha. Bây giờ quý vị ngủ một đêm thức dậy, hồi nãy tôi kể quý vị là nghe một cái mẫu chuyện là Hán Trung Ly và Lữ Đồng Tăng, quý vị có thấy đó, ngủ một đêm thức dậy chưa biết mình là sao, thấy không? Đó, đó thành thử ra từ cái đó là nhìn mỗi phút mỗi thay. Nẻo thì như vậy là cũng sắp là anh em cũng sắp về hay gì phải không? Dạ, vậy là tôi cũng nói thêm cho gọn hết trong bốn câu văn, bốn câu giảng thì ha. Dạ, rồi tạm trong bốn câu đi rồi cho đồng đạo hỏi thêm câu nữa. Vậy ha. Rồi. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay. Bây giờ đổi thay ha, bây giờ tôi nói gọn gọn quý vị. Nẻo thạnh si như thể tên bay, quý vị thấy tên bay đó, cái mũi tên nó bắn ra là tốc độ nó là nó nhanh lắm. Thì bây giờ thí dụ ý muốn nói là hơi thở mình thở ra cái gì đó, mà nếu mình lấy vô không được thì kể như rồi đó quý vị. Thành thở ra khổ tịnh, nẻo thạnh si như thể tên bay, đường dinh dục rủi mai một lát quý vị ơi. Bây giờ nè, giàu sang như nước trên nguồn nghe, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Bây giờ hiện tại là như Thổ Nhĩ Kỳ, như tất cả rồi đó, là bây giờ thấy không, thiên tai dịch bệnh mà nó xảy ra rồi, cái mình còn được cái gì? Chết cũng nắm hai bàn tay không, không được cái gì đâu quý vị ơi. Nẻo thạnh si như thể mà đường dinh dục rủi mai một lát, chỉ một lát thôi là tài sản mình nó đã mất hết, thấy không? Cũng như hôm trước tôi có kể đó, gặp một cái cô Việt Nam này tu nghiệp, cổ ở bên là Việt Nam này, cũng qua bên mà Urana bệnh 24 năm rồi, bằng mà vợ chồng tạo dựng ra được hai đứa con, tạo dựng ra được giàu có 24 năm, được 5-7 tầng lầu đó. Mà tới chừng xảy ra chiến tranh rồi là vợ xa chồng, con xa vợ rồi cái nọ, rồi bắt đầu là con xa cha, rồi bắt đầu là nhà cửa sập hết trơn, nó khổ cái hết phương rồi. Bây giờ cái gì là quý vị thấy không, nó cổ thành thử ra thôi bây giờ gì á, đường dinh nhục rủi mai một lát, thì bây giờ chỉ một lát, chỉ cần xảy ra thôi, ông vua này nói quánh bây ơi, thì cái như mình chết, mà ông vua nói thôi bây giờ thôi, mình bây giờ đất nước của mình nó như vậy là thôi, bây giờ để yên tĩnh để mà tu tập này kia nọ ha. Cũng như là Trần Văn Tông của chúng ta là hồi trước vậy đó ha, thì đó là im biết bao nhiêu nói, nhưng mà bây giờ cũng tại do mấy ông chiến tranh. Nhưng mà thực tế ra tôi nói thật quý vị đó, thì cái gì hôm qua là do lực nhân quả không à, thấy không? Do lực nhân quả, mà thầy nói lực nhân quả thật là câu diễm suốt cổ kim chẳng lộn một ai, thì đây là do nhân quả không quý vị ơi. Thì thôi bây giờ vậy nè, trong cái thời gian nó cũng còn anh em lại đây quá đông, thì cũng còn anh em khác nữa, thì bây giờ như vậy là để có hỏi thêm cái gì là để hỏi, thì trong một phút nữa tôi trả lời. Dạ. Thì vừa qua cũng xin cảm ơn Quỳnh Hai đã chia sẻ những cái lời hay đẹp rất là hay. Thì tiếp theo có đồng đạo hỏi rằng là trong nhắn thầy dạ có dạy là ngài vui tươi nay đà lố bóng, cớ sao đời còn mãi xe xưa, không tìm thầy đặng hưởng phước thừa, ngài lập hội ta dinh nhìn quế. Thì cũng mong Quỳnh diễn giải câu này, hỏi câu này nghe em. Dạ, thì cái câu này đó để hỏi đó, thì cái này có là đúng ra là kết thúc đó, bởi vì nãy giờ mình trải qua, mình lượt ra, mình nói thiên tai dịch bệnh chiến tranh này đó, nhưng mà cái câu này là câu kết thúc ha. Ngài vui tươi cũng đà lố bóng, ngài vui tươi gì? Vui tươi tức là tốt đẹp, phải không? Đà lố bóng tức là cũng như là mặt trời nó hé lên, lố bóng là đó là sáng tỏ.
Còn hồi đó giờ mà nếu mà nói chưa lố bóng, mình nói mượn thí dụ nha, thầy nói nè, mê với tỉnh nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, mà mê với tỉnh, mê là gì? Mê là tâm tối, cũng như là bây giờ hồi đó giờ Đức Thầy mà chưa ra đời đó, thì bây giờ mình thấy nó là tâm tối nha. Đức Thầy chưa ra đời cũng như là mặt trời chưa mọc vậy đó, phải không? Thì mình tâm tối. Hôm nay là nhờ Đức Thầy mà đã ra đời 1939, Đức Thầy ra đời mà Đức Thầy đi giáo hóa chúng sanh được là 7 năm 10 tháng 7 ngày. Mà nếu mà Đức Thầy mà đi thuyết pháp đó thì được là 107 chỗ. Mà nếu tính ra tháng là 97 tháng, mà nếu tính ngày là 2795 ngày ha, tính từ ngày cho quý vị nghe luôn nha. Thì cái câu là gì? Nay ngày vui tươi, tức là ngày vui tươi, tức là Đức Thầy, ngày Đức Thầy ra đời tức là ngày vui tươi. Hôm nay chúng ta đã gặp Thầy, thấy không? Ngày vui tươi cũng đà lố bóng, thấy không? Lố bóng tức là đã hé lên, là hôm nay ngày Đức Thầy đã ra đời, tức là giờ 1939 Đức Thầy đã hé bóng, ngày vui tươi cũng đà lố bóng. Rồi sao nữa? Cớ sao đời còn mãi xe xưa. Cớ sao đời còn mãi xe đưa, thấy không? Thì cớ sao đời tức là đây là cớ sao đời, tức là nói chung. Còn mãi sai xưa, tức là sai xưa, tức là vui sai, tức là còn mê muội, tức là mê với tỉnh. Nãy giờ tôi nói đó, tức là sai xưa, tức là còn mê. Mình chưa nghe được giáo lý của Thầy, mà mình chưa có theo giáo lý của Thầy để mà mình tu tập, thì mình còn sai xưa. Mà như vậy là cái câu mà Thầy có nói rõ ràng, thập tâm ma dẹp bằng chí kiến, dứt xong rồi mới được thánh thơi. Tức là mình trong tâm mình còn 13 con ma, mà hôm nay mình không theo giáo lý của Thầy mà mình tu á, thì coi như mình là trong tâm mình nó còn là mê muội, nó còn ma không. Mà Đức Thầy có nói một đoạn này nha: nay rừng bụi có người mở ngõ, thì noi theo lối thỏ đường dê. Mà hôm nay Đức Thầy đã ra đời rồi, đã đưa cho mình một cái cuốn giáo lý rồi, đưa cho mình một bản đồ đi rừng rồi, đưa cho mình một kim chỉ nam để đi ra biển rồi, để đi vô bờ rồi, mà hôm nay mình không chịu mà nhận một cái bản đồ mà để vô rừng để đi ra. Có cầm cái bản đồ đó, nhưng mà không có coi, rồi đi vòng hoài trong rừng, nó không biết đường ra, phải không? Rồi bây giờ đi biển mà có kim chỉ nam, có la bàn đó, mà không chịu coi, lái hoài, lái không biết chừng nào vô bờ đó, lái chừng nào qua cái tớp khủng bố rồi nó nuốt luôn đó. Thì đây là mình vẫn thí dụ nha. Thì đây là đó là sự mê muội của mình. Thì thở hôm nay là nay rừng bụi có người mở ngõ, tức là hôm nay Thầy đã mở ngõ cho mình rồi, thấy không? Thì thôi theo lối thỏ đường dê. Lối thỏ đường dê là gì? Tức là con thỏ con dê tượng trưng cho một người hiền, mà có người ta nói là con dê này cũng tượng trưng cho là tuổi của Đức Thầy, cũng là tuổi mồi. Nhưng mà đây là hôm nay những cái con thỏ con dê, quý vị biết không, nếu mà cái đường của nó đi thì không có con giặc, con hổ, con beo nào đi cái đường con dê con thỏ này hết, bởi vì nó chọn một cái đường tốt để mà đi, nó tránh những con hổ con này kia. Thì hôm nay ý tôi muốn nói quý vị, hôm nay chúng ta tu rồi đó, thì chúng ta chỉ một đời một đạo đến ngày chung thân. Đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy nha, đạo thầy trò khắc cốt bi xương. Còn hôm nay chúng ta mà đi lải lạc lạc đó ha, là quý vị coi chừng nha. Mà thầy có nói là các đạo tà mưu khéo âm thầm, văn vắng chánh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống phiên răng nhiều chỗ, dùng phép màu làm mắt chúng sanh, ai ham đinh theo nó tập tành, xa cầm bẫy khó mà sống sót. Thấy không? Quý vị tình tử là hôm nay chúng ta tu, mà chúng ta đừng có nói ô bữa nay vậy là ông này cũng ra đời, ông Phật ra đời, ông biết hết trơn nha, ông có chiếu hào quang nha. Mà coi chừng quý vị hào quang của Trung Quốc không là quý vị theo chừng nghe quý vị. Thành thử ra hôm nay thì tôi muốn nói là trong cái mượn một cái đoạn giảng ở trong cái nay rừng bụi cho quý vị để mà tu theo đó, nay đại lúc bóng vậy đó. Thì hôm nay tôi trả lời cho đệ hai câu ha, còn muốn tiếp tục hỏi thì hỏi, còn không tiếp tục thì đến đây thì không dừng được nha. Đến đây cũng hết, thì xin kính chúc quý vị một ngày an lạc, vui tươi. Chúc cho tất cả trên thế giới cộng đồng này hạnh phúc, vui vẻ, hòa bình, độc lập thế giới, và tất cả như trong đất nước Việt Nam của chúng ta được mưa thuận gió hòa, làm ăn nhà nhà yên vui. Đến đây cũng đã hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô. Chọc thì mới vô tay chứ. Chọc quên cái máy đó. Chọc. Nó rồi quên đó. Rồi nãy rồi. Quá hay. Mai quá. Nãy nói ngày tháng luôn. Sao không hay được. Ngày tháng năm luôn.